Biết không ăn đi. Hồi nãy bảo á là tao gọi đồ khách sạn lên ăn. Để tôi ra ngoài nó mua gì đi. Hãy để cuộc đời tôi biết lạnh đi. Tao mệt lắm rồi. Mua xe Ford da là để tao đi thưởng ngoạn chứ không phải để tao đi up yacht. Tao mệt. Dạ. Em đi nha anh. Cảm ơn anh nhiều. Trời ơi, anh Minh anh nhiệt tình quá. Ngại quá. Chú Luân tính lủi lủi đi tại vì hôm qua tạm biệt rồi mày hiểu không? Cũng gọi là quyến luyến đồ lung tung hết rồi. Này anh qua anh mời anh sáng coi như là tạm biệt luôn. Trời ơi ngại quá, anh nhiệt tình quá. Anh Minh sau này sẽ đi tiến rất là xa trong cái con đường phát triển sự nghiệp ở tỉnh Lào Cai các bạn. Mình cũng không có biết cái gì về cái này đâu, nhưng mà mình thấy được cái sự cống hiến nhiệt huyết, một cái lửa cháy ở trong người của anh Minh rất là nhiều. Các bạn biết cái gì không? Nó gọi là cùng tần số với các bạn. Tại vì mình cũng là một con người cống hiến, một người đầy nhiệt huyết, lửa nhiệt huyết trong mình cháy rất là lớn. Thì khi mà mình thấy anh Minh như vậy á, mình cảm nhận được là anh cùng tần số với mình ở một cái ngách nào đó. Cái cách anh nói về những cái hoạt động xã hội, rồi về những cái người dân ở đây, mình cảm thấy ảnh nhiệt huyết quá. Rồi thì giờ chú cháu mình lên đường về Sài Gòn thì chắc là ông sẽ ghé đây ghé đây kia, tại vì cái hành trình công việc thì đã xong rồi. Bây giờ chú cháu mình đi chơi, đi bát phố ngắm cảnh xem hoa đồ đó, chứ tầm này mà công việc gì nữa, hết rồi, xong hết rồi. Ngày hôm qua là chính thức xong rồi. Tới khi mà tiền chạm xong cái trường ở trên này, chú Luân chụp hình đồ này kia rồi ăn một bữa với lại hiệu trưởng, rồi cũng chia sẻ những cái quan điểm đồ này nọ là cũng xong hết rồi. Đêm đó về mình không ngủ được, trăn trở nhiều quá các bạn. Trời ha, đi làm chi để giờ cái đầu nó nặng nề các bạn. Nó nhìn mấy cái này nặng nề lắm chứ bộ. Các bạn không biết thôi chứ mình cảm thấy rất là nặng nề luôn á. Kiểu cảm giác như là mấy chục triệu của mình đó không có nghĩa địa nghĩa lý gì á so với một gia đình. 70 nó sạc rồi. Mà bây giờ mình phải đi ra 70 á. Thì mình vẫn phải đi trên cái quốc lộ 70 này có một đường duy nhất thôi. Còn tự nhiên con thấy cái bản đồ con nó báo là lạ. Thôi không sao cứ đi thôi. Chứ bây giờ có một đường à. Thì trên bản đồ nó dạy thôi chú. Thực tế thì mình phải chạy tới mình mới biết. Bắt buộc đúng không? Không còn đường nào khác hết đúng không? Đúng rồi, bắt buộc phải đi 70. Rồi tới đó thì con kiểm tra lại lần nữa. Tính ra đây là bị bão quật kinh hoàng luôn nè các bạn. Có thể đây nó không ngập nhưng mà các bạn nhìn mấy cái nhà. Trời ơi. Đi được không anh ơi? Được không anh? Trượt quá hả? Ôi. Bây giờ đẩy cho anh lên được không? Không lùi không tiến được luôn rồi. Em thấy cái chỗ bên kia nó đâu có bám cho anh nữa đâu mà anh đi. Chứ để con lên xe cho. Đây là chú để con cầm xe cho. Chú để con đi vào cho. Để chú chạy cho. Có được không? Trong được, đi. Được. Không, phụ nó đi. Thank you.
hết chắc xin cần cho này được không? Bây giờ chú lên ga đi, con kéo cái bánh trước rồi nó qua. Được chú, được chú. Chú nhồi ga là được. Chú cứ nhồi ga mạnh lên là cho nó vừa xoáy là con lên nè. 1, 2, 3. Đi hành quân, đi hành quân. Đoạn khó này con nghĩ nó chỉ kéo dài khoảng 7 tới 10 cây thôi. Qua đoạn kia là nó thẳng băng à. Xe tải đó mệt á, chứ đi mình cũng không giúp được đâu. Nên thôi đi luôn. Anh đi qua kia hả? Em sợ đi không được á, có 2-3 xe kẹt ở dưới đó đó. Có xe dính lại á. Nên là anh đi cẩn thận nha. Giao vị trí leader lại cho chú Luân. Chứ tôi biết gì đâu bạn. Ồ, Mừng Thanh có game luôn kìa các bạn. Cái chữ nhà rác mà con đọc nhanh thành nhà xác. Hết hồn. Tưởng trong bức tạng có nhà xác nữa chứ. Mừng Thanh Grand Tiên Quang Hotel. Trời ơi, hôm nay được làm đại gia nha. Hôm nay được ở Mường Thanh nha, trời ơi trời. Mấy chục năm cuộc đời cuối cùng cũng được ở Mường Thanh. Vậy thì anh hai túi. Hai túi hai bên cho nó dễ anh. Trời ơi, làm đại gia mà bắt xách đồ là không được, không chịu. Không chịu. Quạt chú ấy đi. Ê dạ. Trời ơi, tôi muốn quạt nó giả mang chứ. Trời ơi, người ta làm đại gia bắt xách đồ. Thôi thôi, để bỏ anh xe. Trời ơi, người ta ở khách sạn Mường Thanh mà bắt người ta xách đồ. Là sao? Cái này có chở người được không? Chà, sang trọng dữ à. Chắc chà, người tôi hay dơ. Chắc không sao đâu, chắc người ta không chơi tôi đâu. Trời ơi, khách sạn to quá các bạn ơi. Lần đầu được ở khách sạn to vậy luôn á. Rồi hôm nay tôi được ở một phòng nữa. Trời ơi. Trời ơi, sang trọng quá hả? Không quen, đây nè. Cái thẻ đâu, cắm vô. Ồ, đẹp quá vợ. Trời ơi. Trời ơi, vô thành phố luôn kìa. Ủa, cái rèm đâu? Trời ơi. Bữa giờ toàn ở nhiêu? 200 300, 400 400 sau khi hoàn thành nhiệm vụ đúng không? Ngày mai nè, được ngủ 8 giờ mới đi ăn sáng ở đây luôn. Trời ơi. Ăn sáng nhớ quay phim sống ảo nhớ không? Phải sống ảo chứ. Đúng rồi, lâu lâu được làm đại gia đi đi Mường Thanh đồ, mình phải quay quay đồ chứ. Con bảo mai mặc đồ đồ bơi đi ăn sáng. Mặc bikini hả chú? Mặc bikini luôn hả? Trời ơi. Được ở Mường Thanh rồi, sướng quá. Rộng rãi. Cảm giác vào rất là ấm cúng nha. Rộng nhưng mà nó ấm.
view thành phố, có cái sự sang trọng lịch sự, nói chung được rất là nhiều các bạn. Tự nhiên tôi thấy mỗi người có một cái sướng riêng các bạn, tự nhiên tôi cảm nhận vậy thôi. Với những người có tiền á thì họ không có trải nghiệm được những cái hành trình như mình bằng theo cách của mình, ví dụ như là đi phượt, nó sẽ có những cái cảm giác gọi là đau lưng, đau vai, nhức vai, các thể loại cảm giác phải trải qua để mà trải nghiệm được cái hành trình mà đi xe máy, đi phượt, đi tour, đi đường dài, đi tỉnh này tỉnh kia khắp Việt Nam. Nhưng bù lại họ lại có cái cảm giác mà những cái thằng nghèo như mình không bao giờ có được, là ở trong những khách sạn ấm cúng như thế này, và họ sẽ quen với cái điều đó luôn. Khi mà họ quen rồi họ sẽ thấy nó bình thường, còn đây lần đầu tiên mình bước vào mình thấy mọi thứ nó rất là sang chảnh. Lần đầu tiên tôi ở một khách sạn mà nó mắc như vậy luôn các bạn. Tôi này nó mang đến quá nhiều cảm xúc bạn, giúp đỡ được rất là nhiều người, chia sẻ được với các bạn rất là nhiều cái góc nhìn mà các bạn sẽ không bao giờ được thấy ở trên bất kỳ một cái nền tảng truyền thông nào. Nếu mà ở trên nền tảng truyền thông chính thống kiểu như TV, báo đài rồi đó thì nó sẽ có một cái góc nhìn khác. Riêng mình hồi xưa giờ mình làm là góc nhìn vlog, có nghĩa là mình trải nghiệm như nào thật thì mình sẽ cũng để y như vậy luôn. Rồi lại được ở một cái khách sạn mà ok như thế này, trời ơi, tôi thì điều kiện kinh tế nó không có được nhiều các bạn, thì tôi không có đi mấy khách sạn này đâu, tôi thấy nó mắc quá. Tại vì với tôi với khách sạn tới đó cũng chỉ để ngủ thôi, ngủ một giấc rồi mai đi tiếp cái hành trình. Tôi thích bụi đời hơn, nhưng mà lâu lâu cũng nên trải nghiệm các bạn. Rồi để tôi dẫn các bạn đi tham quan nha, coi coi Mường Thanh có cái gì nha, ở trong phòng trước nha. Rồi để đóng cửa lại cho riêng tư nè. Ồ, cái này là được bọc lại luôn nè các bạn, thường mấy cái kia chỉ có gì xích thôi, này là được bọc lại luôn nè. Rồi gài lại. Ok, rồi để tham quan cái toilet nha. Ý, tôi nè. Ủa này gì? À này cho người già nè. Kiểu đứng lên ngồi xuống có cái giật dịnh dịnh á. Ôi, trong toilet có telephone luôn. Quá đã luôn rồi. Trời có cái gương nhỏ nữa nè. Ôi ôi, cái mặt tôi nó sáng kìa. Trời ơi, có máy sấy luôn. Sấy lạnh, sấy nóng vừa và sấy rất nóng. Rồi trong Mường Thanh thì có xà phòng cục, ba tách chi, sữa tắm, dầu gội, bông ngoái tay. Ừ tôi đang cần cái này nè. Bịch cái này để lại tắm nó không ướt cái đầu. Ôi có dao cạo râu, tối nay cạo râu luôn. À có lược. Rồi bàn chải đánh răng luôn. Rồi hai cái ly. Rồi tôi chia tè cái đã. À có sơ đồ thoát hiểm. À có con mắt nhìn luôn nè. Hello có ai nhìn tôi không? Rồi coi trong này có gì. Tủ. À có dịch vụ giặt ủi luôn nè. Cái này là để dành cho mấy người có nhiều tiền người ta bỏ đó, chứ tôi làm gì có tiền đâu mà bỏ đó. Còn này cái gì ta? À, cái này chắc để cho đẹp hả? Rồi. Ôi tinh tế. Đó một sự tinh tế. Quý khách hàng thân mến, các vật dụng được trang bị trong phòng với mong muốn mang lại cho quý khách một kỳ nghỉ tiện nghi nhất. Nếu quý khách yêu thích hoặc có nhu cầu sở hữu món đồ nào đó, quý khách có thể mang về và xin vui lòng xem bản giá dưới đây và thanh toán tại quầy lễ tân. Xin cảm ơn và chúc quý khách kỳ nghỉ nhiều niềm vui. Tinh tế nè, cái này là rất là tinh tế luôn nè các bạn. Điện thoại bàn, đồ này nọ nè, tivi nè, tủ quần áo. Ôi mắc nhất là cái tivi 12 củ rưỡi. Mình nghĩ cái này cũng sẽ là checklist cho nhân viên, là khi mà nhân viên lên á, nhân viên sẽ dựa vô cái bảng này, nhân viên tích vô, à cái này nó còn ở đây, không hư hại đồ cái kiểu người ta tích vô. Đây là một sự tinh tế mà tôi phải học hỏi khi mà tôi làm kinh doanh này các bạn. Wow, tuyệt vời. Có trà nhài, có cà phê 3 in 1 của hai lần luôn, quá đã. Mai uống hai bịch luôn. Nước suối 10 ly thì chỉ có 17k thôi. Cái chai nước là 10k. Bia Hà Nội, Coca-Cola là 15k. Vậy chắc trong này có tủ lạnh. Đúng luôn. Tuyệt vời, có chữ ký của quản lý và ngày bỏ vô đây luôn. Khâu quản lý quá tuyệt vời. Cái này cái gì? Xi giày nè, xi đánh giày nè. Dép làm thái lôn, hồi mang dép làm thái lôn đi. À, cái này là cái tủ để bỏ đồ. Cái này là cái gì ạ? À, giấy note, khi các bạn nghe điện thoại hay gì đó, người ta sẽ đưa các bạn một cái thông tin thì tiện nhất là vẫn móc cái bút ra ghi vô đây liền. Ok. Quá là tinh tế. Đã quá các bạn ơi. Rồi, đây là dịch vụ massage, tắm lá người giao, massage super VIP, massage VIP. Giờ mở cửa từ 9 giờ tới 23 giờ luôn, tầng 4. À, cái này là để tip cho nhân viên nè. Giờ là nhân viên cũng sẽ có tiền tip từ những cái anh đại gia. Tôi thì chắc không có rồi, xin lỗi mấy bạn nhân viên ở đây. Tại vì với tôi bỏ số tiền to như vậy ra để mà tôi đi cái khách sạn này thì tôi rất là sốt các bạn ơi. Rồi, ở đây có một cái gọi là một lục ha. Có thư ngõ là gọi là thư cảm ơn á. Tiêu chuẩn 4 sao, 150 phòng nghỉ được thiết kế tiện nghi, sang trọng. Hệ thống của nhà hàng quầy bar đủ hết luôn á. Rồi có để sẵn những cái điểm du lịch luôn ở Tuyên Quang. Quá đẳng cấp.
Ở đây có nội quy khách sạn và trong phòng nghỉ. Nếu bạn muốn báo thức thì vui lòng với lễ tân thì các bạn sẽ được kêu gọi dậy. Nước ở các vòi trong phòng không được dùng để uống. Khách sạn cung cấp miễn phí 2 chai nước mỗi ngày được đặt trong kệ tủ. Là 2 chai kia là miễn phí. Có dịch vụ đổi tiền luôn. Nói chung là đầy đủ các bạn. Đủ hết tất cả luôn. Quá hay. Sau này tôi mà làm xem shop đẳng cấp được như này á thì tôi có thể bắt chước được rất là nhiều. Cái sofa. Quảng trường núi non bao quanh cái thành phố Tuyên Quang. Chắc tối nay phải đi bộ ra thành phố Tuyên Quang chơi. Mấy ngày rồi không được đi chơi, toàn tập trung cho công việc và nghỉ ngơi không. Rồi, tham quan khách sạn xong, chiều nay sẽ có những cái tiết mục, ví dụ như ăn uống, hồ bơi gì đó. Thì khi nào tôi xuống đó, tôi sẽ quay cho các bạn xem. Thì bây giờ tôi sẽ làm việc của tôi, xử lý cái đôi giày quá dơ rồi, thay đồ, tắm rửa. Ok, hẹn gặp các bạn vào buổi chiều nha. À, bò, trứng, à, cá, canh, rau. Ôi trời ơi, lần đầu tiên ăn cơm trong phòng nha. Thôi bây giờ tao là không muốn đi ra ngoài, tao mệt lắm rồi. Hãy để tao, cuộc đời tao yên lặng đi. Hãy để cuộc đời tao yên lặng đi. Tao mệt lắm rồi. Tao mua xe Ford yeah là để tao đi thưởng ngoạn, chứ không phải để tao đi up yacht. Tao mệt. Em đụng chân ổng luôn. Đó. Ông Luân nổi nóng vì bị đi, bị bắt đi up yacht. Mà nó đã dữ vậy nè. Cái này á các bạn là 700 bao nhiêu? 724 ngàn. Thì ba người thì tính ra là người 200 ngàn. Nhưng mà người ta phục vụ mình tận phòng, đồ ăn bảo đảm, không đau bụng. Rồi, mời Cáo Lan. Đâu chân lắm rồi. Đi chỗ con ở chứ bình thường con kiếm khách sạn nào vừa đủ 2-700 rồi. Tao mệt rồi. Tao ăn mày cũng cho tao ăn nữa. Người ta là vượt bao nhiêu cây số để đi chơi thì mình cũng đã từng làm chuyện đó rồi đúng không? Nhưng mà mình vượt bao nhiêu cây số để đi vô cái chỗ nguy hiểm nhất? Vượt 2.200 cây để đi vô chỗ mà có thể chết bất cứ lúc nào. Cái hôm mà buổi sáng mà mình đi phát quà là mình sẽ chết bất cứ lúc nào. Đừng có giỡn như cái đó nha, cái đó không có giỡn nha. Con thấy nó đang, nước nó đang tuôn xuống không? Nó ập xuống mấy anh em mình bất cứ lúc nào. Nhiều khi nó lên chừng à, mình chạy xe vô một cái quá thêm sức nặng đó. Nó rung không? Ập xuống luôn. Vô hoàng đi. Đang nghe bàn luận chính sự. Hồi nãy bảo á là tao gọi đồ khách sạn lên anh. Ê, để tôi ra ngoài nó muốn. Đi đi. Chừng đâu rồi? Sao không đi đi? Chừng đâu? Không ra ngoài anh đi. Không đâu, đi đâu rồi? Còn ấn tượng nhất á là cái tờ mà nó để như trên bàn kia hay là ở đây, à đây nè. Có cái thông báo thư cảm ơn trá hình. Nhưng đồ dùng ở đây là nó cho mình một cách tiện nghi nhất. Thêm cái dòng đó là nếu như bạn thích một cái sản phẩm nào bạn có thể mang về thì bạn có thể tham khảo giá dưới đây. Chứ nó không nói là nếu bạn làm hư làm hư, làm này, làm kia. Nó tinh tế, những cái nhỏ nhặt nó tinh tế ghê luôn. Nếu bạn thích thì bạn đem về. Thích thì đem về. Thì nó, những người thông minh người ta sẽ nghĩ là giống như tôi làm hư thì cũng như tôi mua luôn. Thì đây là cái giá phải trả. Lời nói nó nhẹ nhàng. Bản giá đồ trong phòng nếu bạn làm hư. Nghe khó chịu không? Nó không chịu. Nghe muốn đạp mặt rồi. Tao chưa làm hư mà nếu bạn làm hư. Vô duyên không? Anh tinh tế. Nhưng mà hôm nay thức uống queo cơm là chú không chấp nhận. Cái gì vậy chú? Chú đi mình mùng thanh nhiều không? Không phải là nước ép trái cây chứ không phải là nước trà. Về Huế chú cho con ở khách sạn này. Con ảo một cái là con mê ly cuộc đời luôn, chịu mấy luôn nha. Chuẩn bị bơi nha, không bơi chú chết. Về Huế mới bơi nha, bơi trước cửa phòng. Trời ơi. Trước cửa phòng có hồ bơi luôn. Đúng. Trời. Nếu mình ở dưới đất là mình bước hai bước ra cái hồ bơi. Vậy là ở trên lầu phải mở cửa sổ nhảy xuống hả? Cái gì vậy bà nội? Không, ở trên lầu thì bước ra ngang mà đẹp lắm. Từ Hải Phòng là phải cố gắng rút đẹp hết. Có thể là tới Huế là 6 giờ chiều đi. Thì mình có quyền ở tới 12 giờ trưa hôm sau. Thì buổi sáng hôm sau chú dẫn con đi Huyền Không Sơn Thượng, nơi là tạo dựng ra con người Phạm Luân ngày hôm nay. Trời ơi, mê ly. Hiểu sao này mình giàu hả chú? Mặc định là đi chơi rồi đi vô Mường Thanh. Xong mình nhớ lại. Nó không còn chết mày. Để tôi kể cho mày nghe. Mười mấy hai chục năm trước tôi đi với Luân nè. Ông cho tôi ở Mường Thanh. Ê bật bật video, có bật video coi nè. Mấy ngày nắm ma tao là mày chiếu lại phim liên tục của tao ở trên YouTube mày với trên Facebook mày để tưởng nhớ tao. Kỷ niệm chú Luân đảm bắt tao. Hốt thêm mớ tiền để về cho mày. Tốt. Có gì đâu. Ủa cái chết của tao mà đem lại tiền cho người khác là tao rất là vui mừng. Kêu mấy ngày đồ đi lên chim. Ra chim coi ông Luân chết thì có ai chửi ông nữa. Có gì đâu con. Cuộc đời nó vậy. Ông có một cái Mường Thanh thì ông mệt. Nhưng ông có 100 cái Mường Thanh thì ông lại sướng.
con không còn làm gì nữa hết trơn. Tự nhiên thấy nó sướng. Nhưng con mà có một cái xem sếp bây giờ con mệt ghê. Con đang tìm đường để con lên 10 cái xem sếp. Mà cái kiểu khác nó không có làm lũng nữa, con hiểu không? Không, nó cực khổ tay chân nữa. Nhưng mà khi đó, đó cái xe ôm shop á, nó cũng là ăn cơm như vậy, nó cũng đi chơi như vậy. Nhưng mà cái tầm nó khác. Và cái bữa cơm của nó cũng là câu chuyện lạnh. Nó cũng không có dứt ra được. Mặc dù nó ăn xe, nó mặc đẹp, nó ở ngon. Nhưng mà nó nhìn nó không có lam lũ như ngày xưa thôi. Nhưng mà nó ở một cái vị trí khác và nó mệt theo đúng cái vị trí đó. Nên nó không mệt là không đúng. Nhưng mà con nhìn, người ngoài nhìn vô thấy xe ôm shop lúc đó nó không mệt. Do cái hình tướng rồi nó đẹp hơn, nó không chơi update nữa. Làm gì còn thời gian mà chơi update. Thật ra lúc đó nó không có chờ thời gian. Nó chơi đâu. Nó cũng đi chơi nhưng mà đi bằng xe. Nó ở sang. Thì người ta nhìn nó là xe ôm shop này bây giờ nó sướng rồi. Nhưng mà không phải. Trong này nè, nó mới biết nó sướng hay nó khổ. Còn người ngoài nhìn vô đánh giá nó sướng. Nó vẫn đi chơi Tây Bắc. Nhưng mà 9 giờ sáng nay nó có cuộc họp quan trọng với nhân viên. Thì nó họp online và nó không được chạy xe lúc 9 giờ. Nó phải họp xong rồi nó muốn đi đâu nữa này. Chứ nó không có chuyện mà 10 cái xe ôm shop nó xuất hiện rồi thằng Hoàng nó giao hết cho người ta nó đi chơi. Không, không bao giờ. Ghê lắm, lúc 10 cái xe ôm shop mà bây giờ là 100 cái nhân viên thôi. Một shop 10 đứa thôi. 100 nhân viên nó phức tạp lắm. 100 cái đứa nhân viên đó đâu có ngày nào mà 100 đứa nó yên bình đâu. Cũng có 2-3 đứa nó dở chứng à. Rồi nó ảnh hưởng tới ai vậy. Mà gặp lại con đẩy mạnh nó sao cái hướng truyền thông để đi lên thì nó một cái sự cố. Bây giờ là một cái xe ôm shop thì nó phục vụ, ví dụ như một ngày là 50 khách hàng. 10 cái xe ôm shop thì nó một ngày nó phục vụ 500 khách hàng. Bây giờ cho rằng 3 ngày nó có một vụ thôi mà nó ảnh hưởng đến truyền thông là con phải đi xử lý truyền thông. Chứ con không xử lý trực tiếp nhưng mà con chỉ đạo xử lý truyền thông đó. Không nghĩ được, không nghĩ tới đó được. Ừ. Chưa ổn. Hoàng thôi, nhân viên thì không có tay nghề đó thì vậy à? Đừng như shop của con đâu có đứa nào có tay nghề đó. Vừa làm vừa học việc và sau khi học việc xong quay ra nghỉ chửi này với chó. Trời ơi đại gia ngồi ăn sáng kìa. Trời ơi ngồi ăn sáng ở trong khách sạn luôn, không có đi ra ngoài. Ok, tôi sẽ ăn xôi ngô hay được gọi là xôi bắp. Rồi, đi các bạn ơi. À, có thể đem cái này xuống dưới tầng dưới cho em không? Cái xe đẩy á. Dạ, đó. Thì các bạn khỏi vần na đi cho nó mệt. Mệt nó hoảng nặng lắm. Để dành sức dựng xe chứ. Nhưng mà hôm nay đi là nhẹ nhàng rồi. Xuống tầng dưới nè. Dạ. Hôm nay đã dậy tôi sạch rồi nha các bạn. Em qua tôi ngồi tôi trà. Lấy xe bông giặt đồ, ơ lộn, xe bông rửa chén á. Ơ vậy, xe bông gọi đồ, chà. Giờ nó sạch sẽ nè, để mấy bạn chơi tôi hoài. Xe tôi kìa, được chạy xe rồi. Hôm qua tôi mới chùi cái biển số nha các bạn. Mới chà sạch cái biển số rồi. Không sạch lắm nhưng mà đủ để bị, đủ để thấy. Ây. Má đụng tới đầu cát rụng tới đó. Ngại hết sức ngại. Dơ quá ha. Qua lũ mua buổi trưa đi rửa xe nè. Cảm ơn nhiều nha. Đi luôn hả chú?